Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án mới nhất tại Phương Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà ở đây thì thiết kế có 5 nhà, và với 5 nhà này thì 5 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện nước xây dựng từng căn, sổ sách chuẩn chỉnh từng căn, diện tích từ 30 cho tới 35 mét vuông. Em sẽ quay lô góc gửi tới cho quý vị. Với căn nhà này thì lô góc mà hai mặt ngõ, mọi người ạ, mặt thoáng luôn. Và mặt ngõ nhà nước thiết kế thông số nhà như sau. Căn nhà này là diện tích 34m, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Thiết kế cửa chính đấy mọi người ạ, là hướng Đông Bắc. Và cách với đường ô tô 50m là ra tới đường ô tô. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà là một lớp cửa cuốn điện. Và mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể vị trí của ngôi nhà thiết kế ra sao. Với căn nhà xây mới hoàn toàn này, vị trí của nó thì gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông, gần với trục đường 70, thuận tiện cho bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Dương Nội, đi làm ở Mỹ Đình và đi làm ở Hoài Đức, với cái thiết kế rất là hợp lý, xây mới chuẩn chỉnh, riêng biệt từng căn, lô góc hai mặt thoáng, cho nên cái lô này là có hai cửa sổ hai bên nữa mọi người ạ. Đó. Phần hoàn thiện cơ bản đã xong hết 100%, chỉ việc xách vali về và ở sổ đỏ chuẩn chỉnh, sang tên được luôn trong ngày cho quý vị. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, sơn thì là cái màu sơn chủ đạo là màu trắng, phù hợp với cái vị trí đi làm cho quý vị Hà Đông này, Hoài Đức này, Nam Từ Liêm này, Mỹ Đình này, phạm vi bán kính khoảng tầm 12-13 km, quay trở lại thì ở Hà Nội. Nhưng ông như những khách hàng của Ngọc Ánh đi làm ấy và mua nhà thì nhận xét nó không quá xa, cho nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Tuy nhiên với cái ngõ này thì không phải là ngõ thông, và nó cũng không phải là căn cuối cùng mọi người ạ. Gần chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, tiện ích đầy đủ ngập tràn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp của ngôi nhà được hoàn thiện xong hết chỉn chu cho quý vị, về lắp đặt tủ bếp, phụ kiện bếp. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp. Đây là khu vực để máy giặt. Đây là khu vực để tủ lạnh cho quý vị. Đó. Đây, tương đối là rộng. Ở đây có thể để được một chiếc tủ lạnh side by side nha mọi người. Lô góc thoáng hướng Đông Bắc, cho nên là quý vị nào mà đang hợp hướng Đông Bắc, hoặc là tìm hướng Đông Nam, hoặc là tìm hướng Tây Bắc, thì ở cái cụm giá 5 căn này đều có hướng đầy đủ cho quý vị lựa chọn. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ cho quý vị bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Diện tích 34m, thiết kế và xây dựng được 5 tầng. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng bếp. Ở đây chủ nhà lắp đặt cho chúng ta một cái hai cái kệ gỗ hai bên. Này. Ở dưới nó có một cái tủ nho nhỏ. Đây là phần tủ CNC, vách CNC cho quý vị. Ngăn cách phần cửa chính, cầu thang, phòng bếp. Kín đáo. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Giá bán em để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu thông tin cụ thể chi tiết cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn quãng đường, tư vấn về ngôi nhà, tư vấn về tầm tài chính, xem có phù hợp với cái công năng, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của quý vị hay không, thì quý vị đi xem nhà cho đỡ mất thời gian của quý vị nhé. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Vì là cái căn nhà này lô góc hai mặt thoáng, cho nên là cửa sổ ở trong phòng ngủ này, cửa sổ ở phần hành lang cầu thang đi vào này rất là nhiều. Thiết kế phòng tầng 2 của ngôi nhà thì như sau. Thiết kế tầng 2 cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh master ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài được. Đây mọi người ạ, rất là sáng, thoáng. Nằm ở trong khu dân cư, không gần với đình, chùa, miếu, mạo gì, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nhà có sao thì Nhà Tốt quay review chuẩn chỉnh cho quý vị đến xem là y như vậy. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được chủ nhà lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này lô góc ưu điểm lớn nhất đó chính là hai mặt thoáng, cửa sổ thoáng vĩnh viễn. Đó.
trong phòng ngủ mà có tận 3 cửa đấy mọi người này. Cửa ở đây là cửa sổ thoáng ban công này, hai cửa sổ ở bên hông này nữa, rất là thoáng. Chỉ có những căn lô off thì mới được cái ưu điểm như thế thôi, còn những căn lô thường thì Ngọc Ánh chia sẻ mọi người cũng biết rồi. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2. Đây, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo lắp đặt đầy đủ xong hết. Theo như hiện trạng thì quý vị dọn về ở ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước xong hết rồi. Điện thì sử dụng điện lực EVN Hà Nội, nước thì sử dụng nước sạch Sông Đà, và hồ sơ điện, hồ sơ nước thì riêng biệt từng căn. Ở đây cũng giá là 5 căn, 5 cuốn sổ đỏ xây dựng riêng biệt từng căn. Quý vị hoàn toàn yên tâm, tại thời điểm này cũng như là cái thời gian này thì tất cả các chủ đầu tư xây 100% là riêng biệt hết, không có nhà nào mà chung tường, chung móng, chung vách gì cả. Cho nên quý vị cứ yên tâm rằng là những cái căn nhà này là xây hoàn toàn riêng biệt theo từng sổ của nó nhé. Mời quý vị theo em lên tầng 3, tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng được tương tự như tầng 2. Tầng 4 cũng vậy mọi người nha. Với diện tích 34m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Mỗi tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Công năng sử dụng của ngôi nhà khá là ok. Với một số người ấy mà nghe thấy 34m thì thấy nó rất là nhỏ, nhưng mọi người có thể tham khảo những cái video này thì mới thấy rằng là diện tích 34m mà chủ đầu tư thiết kế rất là hợp lý. Tối ưu công năng, tối ưu từng một chút một về cái phần diện tích để làm sao cho hộ gia đình sử dụng hài hòa, đầy đủ nhất tất cả các chức năng mong muốn. Phòng vệ sinh tầng 3 này. Đấy mọi người thấy không ạ? Tầng 1 có này, tầng 2 này, tầng 3 này, tầng 4 đều có đầy đủ. Đó. Trong phòng vệ sinh này thì được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ, lavabo bàn đá. Đấy. Tất cả vòi thiết bị vệ sinh đều sử dụng chất liệu inox, mọi người hoàn toàn yên tâm. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, còn đâu thì cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ mọi người nhá. Mời người theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà, bởi vì tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hết nhau. Với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị ở trên đây sẽ có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang, và phần sân phơi rất là rộng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế sân phơi đứng từ trên vị trí tầng 5 của ngôi nhà, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ, Yên Môn Hà Đông, Vinhome Smart City, tiện ích giao thông đi lại thuận tiện. Nhà về ở ngay, sổ sách chuẩn chỉnh. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.